Xin chào mọi người, bây giờ mình đang ở chợ Apple á. Tại tôi muốn mua ký quà cho má của tôi á, cho Noel á. Thì bây giờ mình đang chờ cho người ta tới gặp mình lại á. Bây giờ mình đang chơi cái game Fruit Ninja. Ok, ok. Bên này nó cũng hơi lạnh hôm qua, mới 85 độ, cũng hơi nóng cho tháng 12 á. Mà bên này á, thay đổi cái số 58 độ, trời ơi, lạnh quá. Mình đâu biết là lạnh mình này đâu. Mà không sao, mình ra đây mình vui. Cũng có chút người ở đây thể là nó không khó như người ta ngồi các bạn. Xin chào mọi người, bữa nay mình đang ở chợ xem để cho mình đi mua đồ, để cho làm bị đồ ăn cho người ta, cho người ta nghèo á. À, mà không có đồ ăn, không có nhà đồ đó kìa, mà sống ở ngoài đường á.